Ngày 3 tháng 8, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đã tiếp nhận vụ án và ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng. Liên quan kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình, hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự gồm Đỗ Mạnh Tuấn, 39 tuổi, Phó Hiệu trưởng, Phổ thông Dân tộc Nội trú, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Và Nguyễn Khắc Tuấn, 37 tuổi, chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình. Trước đó, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhận định gian lận thi ở Hòa Bình tinh vi hơn ở Hà Giang, Sơn La. Bài thi đã bị can thiệp bằng cách nâng điểm. Người thân, chính quyền địa phương bất ngờ. Người đầu tiên có trong danh sách bị tạm giam vụ gian lận điểm thi Hòa Bình là ông Nguyễn Khắc Tuấn. Ông Tuấn là ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm, hội đồng thi của sở này. Ở quê nhà, huyện Lạc Sơn, cách thành phố Hòa Bình hơn 60 km. Ông được học sinh gọi là thầy Tuấn Tin. Theo thông tin từ gia đình, ông Tuấn từng làm bảo hiểm, sau đó đi học tại trước tin học. Rồi về trường cấp 3 Cộng Hòa giảng dạy. Người thân, chính quyền địa phương, hoàn toàn bất ngờ trước thông tin. Ông Tuấn bị bắt tạm giam. Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, ông Nguyễn Khắc Tuấn chuẩn bị bảo vệ luận án thạc sĩ. Người thân cho biết, ông làm xa nên thường tranh thủ về nhà dịp cuối tuần. Bà Vũ Thị Hòa, mẹ của ông Nguyễn Khắc Tuấn, chia sẻ, khi biết con trai bị bắt, bà bàng hoàng, bất ngờ. Bao nhiêu năm dạy con, sống đàng hoàng, tử tế, bà chưa bao giờ nghĩ con làm chuyện sai trái như vậy. Theo ông Bùi Văn Kín, trưởng công an xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, điều kiện kinh tế nhà ông Tuấn bình thường. Có một cửa hàng máy photocopy và in ấn tại thị trấn. Trưởng công an xã cho hay, thông tin ông Tuấn liên quan vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình khiến ông cũng rất bất ngờ. Ông Kín đã tới hỏi thăm bà Hòa, bà chỉ khóc, không biết nói gì. Phó hiệu trưởng từng làm tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình. Bị can thứ hai bị khởi tố là ông Đỗ Mạnh Tuấn, sinh ngày 4 tháng 12 năm 1979, Phó hiệu trưởng, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông, huyện Lạc Thủy. Trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia vừa qua, ông Đỗ Mạnh Tuấn là ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm của hội đồng thi của sở. Tối ngày 4 tháng 8, tại thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, cách thành phố Hòa Bình 80 km, bố của ông Đỗ Mạnh Tuấn cho hay. Hai vợ chồng ông đều là giáo viên. Ông từng là giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn và làm chủ tịch hội đồng chấm thi của nhiều kỳ thi lớn. Ông buồn rầu cho hay, chính mình cũng không hiểu, sao con lại làm như vậy. Theo ông Nguyễn Công Điền, hiệu trưởng, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông, huyện Lạc Thủy, ông Tuấn mới chuyển về trường được 2 năm. Là một trong 3 cán bộ quản lý, hiệu phó phụ trách chuyên môn. Trước đó, ông Tuấn tốt nghiệp Đại học Sư phạm 1, là giáo viên dạy tin học. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018, ông Đỗ Mạnh Tuấn tham gia công tác thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Do Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình phân công nhiệm vụ. Trước khi bị bắt, ông Đỗ Mạnh Tuấn được nhà trường đánh giá là người hiền lành, chuyên môn tốt. Tôi và các giáo viên trong trường rất bất ngờ, sốc trước thông tin này, ông hiệu trưởng nói. Về sự vắng mặt của ông Tuấn để phục vụ điều tra, vị hiệu trưởng cho hay sắp tới sẽ theo sự chỉ đạo cụ thể của Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình để phân công công việc khi năm học mới sắp bắt đầu. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá gian lận điểm thi ở Hòa Bình thậm chí có thể tinh vi xảo quyệt hơn so với Hà Giang, Sơn La. Cơ quan An ninh Điều tra đã ra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai cán bộ ngành giáo dục liên quan đến gian lận điểm thi ở kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 tại Hòa Bình. Dấu hiệu bị sửa điểm thi. Ngày 3 tháng 8, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Đỗ Mạnh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông huyện Lạc Thủy, Nguyễn Khắc Tuấn, chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để điều tra việc nhiều bài thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 ở tỉnh Hòa Bình có dấu hiệu bị rửa điểm. Đồng thời,
Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lên Cơ quan Điều tra Bộ Công an để phối hợp điều tra thêm. Liên quan đến vụ việc, trước đó, Cơ quan Công an cũng đã triệu tập 5 thành viên trong tổ chấm thi trắc nghiệm lên làm việc. Ngoài ông Đỗ Mạnh Tuấn và ông Nguyễn Khắc Tuấn còn có ông Nguyễn Quang Vinh, trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng, tổ trưởng tổ chấm thi trắc nghiệm. Do tin tưởng anh em, chiều cùng ngày ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hòa Bình đã thông tin với báo chí về những sai phạm trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 tại tỉnh này. Theo ông Đắc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình chưa xác định có bao nhiêu bài thi bị can thiệp. Tôi nghĩ mình không chủ quan theo trực quan của tôi và tôi tin tưởng anh em. Không hề có sự che giấu nào ở đây vì chúng tôi đã chủ động báo cáo lên các cấp lãnh đạo. Hiện tôi chưa thể nói được nội dung cụ thể trong báo cáo nên khi nào cung cấp được chúng tôi sẽ cung cấp cho báo chí. Sự việc xảy ra tôi thấy buồn, áy náy. Trả lời câu hỏi về việc trước khi xảy ra sự việc, ông Bùi Trọng Đắc khẳng định điểm thi của các thí sinh là khách quan, trung thực, không có gì bất thường và sẵn sàng mời Bộ Giáo dục và Đào tạo về thanh tra kiểm tra, chấm lại toàn bộ bài thi, ông Đắc phân trần. Với trực quan của mình lúc đó, tôi nghĩ tôi có thể nói như thế được vì tôi tin tưởng vào anh em. Sau khi kết thúc kỳ thi, lãnh đạo sở đã mời các cá nhân ở bộ phận chấm trắc nghiệm tự luận lên. Họ khẳng định với lãnh đạo là hoàn toàn yên tâm về kết quả bài thi và chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo, vì vậy tôi đã khẳng định kỳ thi nghiêm túc. Khi phát hiện sự việc, theo ông Đắc, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động báo cáo, điện thoại cho lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với tư cách người đứng đầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, ông rất tiếc khi sự việc xảy ra. Ông Đắc xin lỗi phụ huynh, học sinh vì để xảy ra sự việc này. Hiện cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình đang đợi kết quả rồi sẽ tiến hành theo quy chế thi cũng như theo quy định của pháp luật. Ông Đắc cho biết sở cũng chưa biết được có bao nhiêu cá nhân liên quan đến việc này. Bất thường ra sao? Những dấu hiệu bất thường về điểm thi ở Hòa Bình đã được các chuyên gia lên tiếng cảnh báo ngay sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo công bố kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018. Theo phân tích của các chuyên gia, Hòa Bình có hơn 8.900 thí sinh dự thi môn toán, nhưng có tới 27 thí sinh đạt điểm 9 trở lên, chiếm tỷ lệ 0,3%, cao gấp 5 lần tỷ lệ chung của cả nước là 0,06%. Tỷ lệ này ở các thành phố lớn như Hà Nội là 0,1% và thành phố Hồ Chí Minh là 0,04%. Bên cạnh đó, số lượng điểm 9 trở lên ở môn toán của tỉnh Hòa Bình tương đương với số điểm 9 trở lên của thành phố Hồ Chí Minh và cao gấp 2-3 lần số điểm 9 trở lên của Nam Định. Điều đáng nói, số thí sinh tham dự môn toán của thành phố Hồ Chí Minh cao gấp 11 lần so với Hòa Bình. Ở môn vật lý và hóa học, kết quả cũng tương tự như vậy khi điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia của Hòa Bình cao hơn các tỉnh, thành phố nằm trong nhóm có điểm trung bình các môn thi này cao nhất cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định. Ngoài ra, nếu xếp theo khối thi A1, toán, lý, tiếng Anh, cả nước có 82 thí sinh đạt mức điểm từ 27 trở lên, tức trung bình mỗi môn 9 điểm, thì Hòa Bình cũng đóng góp 9 thí sinh trong danh sách này, chiếm 11%. Hòa Bình cũng là một trong những tỉnh có số lượng thí sinh đạt mức điểm từ 27 trở lên, cao vượt trội so với các tỉnh, thành phố khác như Hà Nội chỉ có 4 thí sinh, chiếm 4,88%, thành phố Hồ Chí Minh và Nam Định chỉ có 2 thí sinh, chiếm 2,44%. Ở khối C03, toán ngữ văn lịch sử, cả nước chỉ có 10 trường hợp thí sinh có mức điểm trên 27, thì Hòa Bình có 2 thí sinh. Ở khối D09, toán lịch sử ngoại ngữ, cả nước có 10 thí sinh có mức điểm trên 27, thì Hòa Bình có đến 4. Điều đáng nói là trung bình điểm thi môn toán của Hòa Bình nằm trong top thấp nhất cả nước với 3,7 điểm, thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình chung của cả nước là 4,86. Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can, vụ gian lận thi cử, ở Hòa Bình. Ngày 3 tháng 8, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận vụ án và ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng có dấu hiệu làm sai lệch kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 tại Hòa Bình. Trước đó, ngày 2 tháng 8, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định số 02 khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ, quyền hạn,
trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại tỉnh Hòa Bình, để điều tra về hành vi có dấu hiệu làm sai lệch kết quả thi của các thí sinh khi chấm thi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình ra quyết định số 21 QĐ Viện Kiểm sát V1 chuyển vụ án hình sự đến Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an để điều tra. Ngày 3 tháng 8, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an tiếp nhận vụ án và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Đỗ Mạnh Tuấn 40 tuổi, Phó Hiệu trưởng, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Trú tại khu 7, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình và Nguyễn Khắc Tuấn, 38 tuổi, chuyên viên phòng khảo thí. Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Hòa Bình, trú tại tổ 21, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Cả hai bị can đều bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều 356 Bộ luật Hình sự. Hiện tại, cơ quan an ninh điều tra đang tiến hành khám xét tại nhà ở của ông Nguyễn Khắc Tuấn tại tổ 21, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Trao đổi với thanh niên, một người dân tổ 21 cho biết, lâu rồi ông Tuấn không về nhà này. Nhà không có điện, tối om. Cùng lúc, tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, công an cũng đang tiến hành khám xét phòng làm việc của ông Nguyễn Khắc Tuấn. Việc khám xét vừa kết thúc vào lúc 18 giờ 20 phút chiều,